Mặc dù từ lâu thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư xây dựng thêm nhiều khu cụm công nghiệp mới, nhưng đến nay, tiến độ rất chậm so với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Hầu hết các dự án vẫn còn đang ở bước thủ tục, ngay cả dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Tuy đã có hạ tầng, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào khai thác vì vướng các thủ tục. Đây là dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ, quy mô 29 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2 khởi công vào cuối tháng 3 năm nay. Đến nay đã đạt 60% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Về phía chức năng nhiệm vụ của quận Cẩm Lệ thì chúng tôi tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư cái hạ tầng. Hiện nay thì trong giai đoạn 1 thì chúng tôi đã hoàn thành. Thứ hai nữa thì giai đoạn 2 chúng tôi còn khoảng 40 hộ nữa. Dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 2 vào tháng 8 năm 2022. Hiện nay thì các cái hạ tầng ở đây là nước, đường giao thông, cây xanh, điện, cấp thoát nước thì đều hoàn thành. Và còn một số cái giai đoạn 2 thì các khu khớp nối những khu thoát nước và hệ thống cây xanh nữa là xong. Tuy nhiên, mặc dù đã có hạ tầng, doanh nghiệp thì nóng lòng chờ được bố trí, nhưng hiện tại cụm công nghiệp này vẫn chưa thể đưa vào khai thác. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ cho biết vướng mắc của cụm công nghiệp này là vấn đề cho thuê đất và cho thuê lại đất sau khi đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Trước đây, Nghị định 68 quy định thì đối với thành phố Đà Nẵng chúng ta thì vẫn có thể được đầu tư công. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 148 của Chính phủ ban hành liên quan đến cái vấn đề hướng dẫn thực hiện luật đất đai, thì trong đó có cái điều khoản quy định thì có cái thay đổi. Tức là theo đó quy định là đối với địa bàn thành phố Đà Nẵng không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì cái việc đầu tư công nó bị vướng. Và Sở Công Thương đã tham mưu cho ban thành phố báo cáo Chính phủ và đề nghị Chính phủ tháo gỡ, và chúng ta hiện tại đang chờ ý kiến tháo gỡ của Chính phủ. Tiến độ triển khai cụm công nghiệp Hòa Nhơn cũng khá chậm, hiện đang giải phóng mặt bằng đạt 80%. Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam cũng đang ở giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng. Công tác xúc tiến đầu tư ba khu công nghiệp mới là khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, khu công nghiệp Hòa Ninh và khu công nghiệp Hòa Nhơn cũng vẫn còn đang ở bước thủ tục. Trong đó, khu công nghiệp Hòa Cầm đang xúc tiến thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Khu công nghiệp Hòa Ninh đang thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Khu công nghiệp Hòa Nhơn đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch.